Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gọi đến chương trình iRub của Top Càng V sang các bạn. Con này đã list trên sàn Vindad. Sau khi các bạn đăng ký nhận được 100 Top Càng V bằng 20S, một ghép bằng 5S bằng một ghép bằng 5 Top Càng V một bằng 1S, có nút ta chấp tốt cho nó. Rồi các bạn vô iRub ta. Này cũng rồi, đầu tiên thì các bạn làm nhiệm vụ. Nhấp ấy. Đầu tiên các bạn join vào kênh channel Telegram thứ nhất của nó nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn join Telegram group thứ hai của nó nè. Các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Group join Telegram group. Nó không có kêu bằng gì của trên em. Rồi các bạn bấm vào nút wallet các bạn. À, wallet thì điện form. Rồi các bạn click vào điện form các bạn. Con này vừa chatbot chạy điện thoại luôn. Này là mình join hai kênh Telegram rồi. Bắt buộc nè. Đầu tiên anh em các bạn ghi tên của mình vô các bạn. Này mình đã join hai kênh Telegram rồi, mình ghi là cái username các bạn. Các bạn thoát ra nè. Để hướng dẫn các bạn vào Telegram nè, các bạn vào vô gạch của mình nè, vào setting nè, các bạn copy cái username này nè các bạn, anh 0329931577, các bạn chờ chút nữa các bạn, chết mẹ đâu mất tiêu ta. Rồi các bạn ghi cái username Telegram mình copy nãy các bạn, a cộng anh 0329931577 0329931577. Rồi các bạn xếp ra trên YouTube and ghi YouTube username xếp ra kênh YouTube của nó các bạn. Rồi, các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn vào kênh của mình nè. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép lên trang cá nhân nha các bạn. Rồi các bạn mở cái tab này lên nha các bạn. Làm điện thoại khó quá. Rồi bạn bắt cái địa chỉ kênh YouTube của mình đi ha. Profile YouTube các bạn bỏ từ dấu gạch này các bạn. Rồi các bạn bắt lấy địa chỉ C20 bên dưới wallet của mình bắt vào các bạn. Rồi đây mình điền một cái mã giới thiệu của bạn mình vô các bạn. Username for the Telegram invite, mã giới thiệu của bạn mình vô các bạn, chờ chút các bạn. Rồi các bạn điền lấy địa chỉ EC20 wallet nha các bạn. Bạn thông cảm các bạn, sớm giờ mình làm mấy cái video rồi mà dung lượng yếu các bạn, máy yếu mà mình chạy chậm quá.
rồi với ATH nha bạn. Các bạn sao chép đi chỉ giấy nha bạn. Rồi các bạn thoát ra nha bạn. Các bạn bắt vào nha bạn. Rồi dưới đây các bạn ghi chữ A cộng nha bạn. Mã giới thiệu mình có để dưới phần link mô tả. A cộng anh 0329931577 các bạn. Đây mình điện mã của mình giới thiệu người bạn mình các bạn. Rồi sau khi các bạn điền xong các bạn bấm nút gửi, các bạn ghi là câu trả lời các bạn được trả lời rồi các bạn. Xong các bạn qua kiểm tra bên Telegram của mình các bạn. Các bạn nhận cho các bạn bấm vào chữ balance. Hello. Như vậy mình đã nhận được 100 top cần rồi đấy các bạn. Balance. Balance. Rồi các bạn lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi người giới thiệu ấy. Rồi này tôi chữ setup light. Con này sao ta? Cái gì ấy? Mình cũng không biết luôn. How to zone visa xem. Rồi cái này bỏ nha các bạn. Cái này là nó kêu yêu cầu mình nạp 0.005 ETH nè. Nhận được 500 visa mà thôi cái này các bạn khỏi nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì các bạn lại comment dưới mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.